Dạ, Phi Hải Vlog xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả, quý ông bà cô chú, anh chị và các bạn. Xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong là quý vị khi mà có xem video hãy ủng hộ cho kênh một lượt like, lượt đăng ký và để lại bình luận ở bên dưới. Hãy xin cảm ơn tất cả quý vị. Dạ thì tiếp tục cái thông tin về cái niềm vui của tất cả quý vị khán giả chúng ta về cái MV đầu tiên Người ơi đừng bỏ quê của ca sĩ trẻ Hồng Văn Cường, cũng như là hưởng ứng cái phong trào mà nhà nhà, người người, fan hâm mộ FC màu áo xanh đọt chuối trong nước cũng như là ngoài nước đó luôn luôn tập trung với cái tinh thần cao độ nhất, tập trung hết sức các thiết bị trong nhà, điện tử, smartphone, laptop, máy tính, PC gì đó quý vị, để mà chung một cái mục đích chính, đó là nghe và ủng hộ và chia sẻ, lan tỏa cho cái MV Người ơi đừng bỏ quê của ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường, một trong những MV đầu tiên mà sau khi Cường tham gia showbiz thì tự tay tạo ra một cái sản phẩm, một cái trang mới cho mình. Và tiếp tục mở đầu cho video này, hãy cũng mời tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng xem qua những cái hình ảnh rất là đáng yêu và rất đáng trân trọng của tất cả khán giả trong nước ngoài nước với màu áo FC xanh đọt chuối của Hồ Văn Cường đã và đang đồng hành cùng với Cường trên MV Người ơi đừng bỏ quê. Và trên màn ảnh mà tất cả cô chú anh chị quý khán giả chúng ta đang xem, những cái thiết bị điện thoại của quý vị, của một vị khán giả, một vị FC có nick là Lily, cách đây 1 giờ cũng đã chia sẻ đó quý vị, cũng là tiếp tục cài view để mà đồng hành cùng với Người ơi đừng bỏ quê. Không chỉ vậy, vị Lado cũng có chia sẻ trong Hồ Văn Cường Fan Club, cũng tiếp tục là TV rồi điện thoại ha quý vị, ngồi trên bàn đó và điện thoại thì vẫn phát liên tục đó, với Hồ Văn Cường đang xuất hiện ở trong ngôi nhà của mình và đang cất cái tiếng hát, những cái câu ca rất là đậm chất miền Tây quê hương, cái giai điệu quê hương da diết làm cho người nghe phải luôn luôn nhớ nhà đó quý vị. Còn cái hình ảnh mà khán giả chúng ta đang xem, có một cái bức ảnh mà Cường xuất hiện trên cánh đồng lúa trong MV đó quý vị, kèm theo đó cũng không quên đó là những cái chiếc điện thoại của khán giả, của người hâm mộ vừa sạc mà vừa nghe cái ca khúc của Cường đó quý vị. Đây là một trong những cái phong trào mà phải nói là rất đoàn kết và rất là tập trung của tất cả các cô, các chị, các mẹ, quý khán giả trong nước và ngoài nước, fan FC xanh nọt chuối, vì yêu thương Út Cường và trân trọng, yêu mến cái sản phẩm Người ơi đừng bỏ quê. Cho nên sao quý vị, dù thức khuya, gác lại những cái giờ giải trí lại hết, không xem tất cả những cái dòng thông tin gì hết, không xem giải trí gì cả, chỉ chủ yếu là để nghe Người ơi đừng bỏ quê của ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường. Tất cả những cái sự yêu mến của khán giả, của người hâm mộ đó, phải nói rất là ấm áp đó quý vị. Ai cũng đồng hành, ai cũng tự nguyện, không ai kêu gọi ai cả, chỉ cảm thấy ca khúc này hay, ca khúc này xứng đáng để mà chia sẻ và lan tỏa trong nhiều group, trong nhiều round với MV Người ơi đừng bỏ quê. Hãy cũng mong là khán giả chúng ta cũng sẽ tiếp tục chia sẻ và lan tỏa nữa nha quý vị, để đẩy cái bài hát này lên top càng cao. Thì như cái video trước Hải cũng đã chia sẻ hồi sáng này hả quý vị, lúc trưa mới đúng, là mong đây tới chiều tối thì cái bài hát này sẽ lọt vào trong top 1, tức là vào top 10 mấy đó quý vị. Bởi vì hồi trưa là nằm ở top 21 thì cũng rất là mừng khi mà đến thời điểm này tất cả công sức của cô chú anh chị, quý khán giả chúng ta đã đồng hành cùng với cái MV Người ơi đừng bỏ quê đó, phải nói mang lại một cái kết quả rất đặc biệt. Mời tất cả quý vị khán giả chúng ta tiếp tục nhìn lên màn ảnh, một cái hình ảnh rất là đẹp đó quý vị, hình ảnh mà hãy chụp lại trong khi nghe cày view cho cái MV Người ơi đừng bỏ quê. Và cũng chia sẻ quý vị luôn cái tin vui nữa, đó là cái bài hát Người ơi đừng bỏ quê đến thời điểm này đã lọt vào top 18 trending rồi đó quý vị. Hiện tại là có gần 400.000 lượt xem và hơn 13.000 lượt like và 17.000 bình luận hơn của khán giả đã chúc mừng, gửi lời yêu thương trong cái MV của Cường đó quý vị. Một cái tin vui buổi tối phải không quý vị? Đây không chỉ là cái sự vui mừng của khán giả đâu quý vị, mà nó còn có cái sự vui vẻ, cái niềm hạnh phúc của Cường nữa đó quý vị. Hãy tin là Cường cũng đang rất là vui bởi vì cái sự cố gắng của mình trong xuyên suốt đó quý vị, cái quá trình, cái thời gian qua được khán giả, được người hâm mộ luôn đồng hành, luôn ủng hộ. Cái MV đã ấp ủ từ bao giờ đó quý vị, đến nay khi mà tung ra lại được đón nhận, lại được yêu mến đến như thế đó quý vị. Và quý vị thấy đó, không chỉ riêng khán giả chúng ta mà tất cả những cái trang báo cũng rất là hay, cũng luôn cập nhật và theo dõi những cái dòng thông tin liên quan đến Cường,
cũng như cái sản phẩm của Cường trong mấy ngày qua, luôn chia sẻ cho độc giả được nhìn thấy cái sự thành công hơn nữa của Cường gần đây, rồi thêm vào đó là chia sẻ về cái MV sắp ra mắt của Cường. Và tiếp tục đến thời điểm này, cách đây khoảng chừng 10 phút thôi, thì trên tạp chí điện tử của Tin Mới cũng vừa chia sẻ một cái bài viết liên quan đến MV Người ơi đừng bỏ quê. Hồ Văn Cường đạt thành tựu mới, fan nườm nượp gửi lời chúc mừng. Sau khi cho ra mắt đứa con tinh thần mới nhất, Hồ Văn Cường nhanh chóng đón nhận tin vui. Mới đây nhất, Hồ Văn Cường đã tung ra sản phẩm âm nhạc là MV Người ơi đừng bỏ quê. MV đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người yêu nhạc, nhất là fan của Hồ Văn Cường. MV Người ơi đừng bỏ quê tiếp tục là một sản phẩm âm nhạc với dòng nhạc dân ca đặc trưng của Hồ Văn Cường, giúp cho anh có thể phô được giọng hát ngọt ngào, trầm ấm đặc trưng của mình. Không quá đầu tư cầu kỳ vào MV mà tập trung vào chất lượng âm nhạc, MV Người ơi đừng bỏ quê của Hồ Văn Cường vì thế nhanh chóng đạt được thành tựu đầy ấn tượng. Gần 2 ngày chính thức ra mắt, MV đã lên top 18 thịnh hành âm nhạc trên nền tảng của YouTube. Người hâm mộ cũng nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến nam ca sĩ trẻ, đồng thời kêu gọi mọi người tiếp tục đẩy view cho Hồ Văn Cường bởi MV xứng đáng đạt được những thành tích mới. Quý vị thấy các trang báo cũng cập nhật rất là kịp thời đó quý vị, khi mà bài hát vừa lọt trong cái top 18 thì báo Tin Mới cũng lập tức đưa tin, khi mà Hải chỉ vừa mới phát hiện chừng vài phút mà báo đã đăng đó quý vị. Hồ Văn Cường là nam ca sĩ nhận được nhiều cái tình cảm yêu thương của khán giả lớn tuổi khi anh kiên trì theo đuổi dòng nhạc dân ca. Ở thời điểm hiện tại thì nam ca sĩ trẻ vẫn thường xuyên chạy show góp mặt trên các sân khấu lớn nhỏ. Song song với đó thì Hồ Văn Cường tập trung đầu tư vào những cái dự án âm nhạc của riêng mình khi cho ra mắt sản phẩm mới như là Bông Hồng Cài Áo, Mẹ Tôi và Người ơi đừng bỏ quê. Mặc dù trong các MV, Hồ Văn Cường không điều kiện đầu tư quá nhiều về mặt hình ảnh và tập trung vào chất lượng âm nhạc, song khán giả đều đón nhận sản phẩm âm nhạc này một cách vô cùng nhiệt tình. Điều này chứng tỏ tài năng âm nhạc cũng như sự giản dị của nam ca sĩ trẻ luôn được khán giả và người hâm mộ trân trọng. Đó là toàn bộ nội dung của bài viết Tin Mới chia sẻ cách đây ít phút đó quý vị. Một cái bài báo cũng góp phần đánh giá, cũng góp phần lan tỏa và chia sẻ cái sự thành công trong những cái MV gần đây của Cường, phải không quý vị? Những cái MV như là Mẹ Tôi nè, rồi Bông Hồng Cài Áo nè, những cái bài hát mới, những cái MV mới khi mà Cường quay tại phòng thu đó quý vị. Không cần chỉnh chu quá về ngoại cảnh, về diễn viên, về minh họa một cái MV cầu kỳ. Chỉ đơn giản độc tấu với cái đàn guitar nhưng mà mang lại nhiều cảm xúc, nhiều kỷ niệm, nhiều cái niềm vui, sự thổn thức cho khán giả và người hâm mộ. Và quan trọng nhất, khi mà trong 2 ngày nay cái MV Người ơi đừng bỏ quê được tung ra, lại tiếp tục tạo nên một cái cơn sóng rất đặc biệt hả quý vị. Cơn sóng mà khán giả, mà người hâm mộ phải thức đến tận khuya để mà ủng hộ và nghe cái ca khúc đến tê mê hả quý vị, ủng hộ cho cái sản phẩm đầu tay của Cường. Dạ thì thông tin tối nay thì hãy cũng chia sẻ cho quý vị kịp thời về cái tin vui tiếp tục bài hát lại thăng hạng ở những cái top 1, top 10 mấy ha quý vị, cũng như mong là tới sáng mai sẽ tiến thẳng vào trong top 15 nữa nha quý vị, mong là sẽ có được như vậy. Dạ hãy rất là cảm ơn tất cả quý khán giả đã dành thời gian xem video. Một lần nữa thì hãy kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Nếu quý vị có nhu cầu ủng hộ Nước Cốt Dầu và Cấm Nhàu thì quý vị vui lòng ủng hộ và giới thiệu giúp cho Hải qua số điện thoại Zalo trên màn hình. Hải xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Xin cho phép Hải dừng video tại đây. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà ở một cái video sau ạ.